Kính chào quý khách, sau đây là motor Siemens 37kW, 50 HP, 50 ngựa, tốc độ 1.4 trên 1.5. Đây là logo của hãng Siemens. Đây là tem chống giả, xác minh nguồn gốc. Trục của động cơ 37kW là đường kính là 60, đánh cao vét là 18. Chiều dài trục ở đây là khoảng 140mm. Tổng chiều cao của động cơ là 560mm và tổng chiều dài là 815mm. Tâm lô đế dọc trục là 286. Điện thoại liên hệ tư vấn là 0901 460 163.